sao? Vậy anh có thích em không? Hả? Vậy anh với em chơi trò chơi nha. Trò gì? Thì một trò chơi, nhưng chỉ chơi trong vòng 7 ngày. Rồi, sau 7 ngày? Thì trong vòng 7 ngày em sẽ là bạn gái của anh. Nhưng nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì em sẽ biến mất. Chứ qua chở em đi học nhé. Tại sao? Tại trò chơi đã bắt đầu. À, ok. Tôi tí nữa qua. Bye anh. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you. Hello. Anh à. Cái gì? Tối nay mình đi hóng gió nhé. Tại sao lại phải đi? Thì tại bữa nay trò chơi bắt đầu. À, ok. Giờ. Trễ rồi, đi về đi. Hôm nay tụi mình bắt đầu hẹn hò. Mặc dù em biết anh không hứng thú về việc ấy, hoặc thậm chí là cảm thấy em phiền phức, nhưng việc anh bắt đầu trò chơi với em là em cũng vui lắm rồi. Alo. Hả? Qua chi vậy? Thì em mang đồ ăn sáng qua cho anh. Ai mượn trời? Thì đâu có ai mượn. Hả? Ai... Vô đi. Đồ ăn nè anh. Ờ, vậy em đi học nha. Bye anh. Ủa? Vậy đi bằng cái gì? Thì... bằng chứng. Thôi được rồi. Lát nữa chở đi cho. Hôm nay chắc anh bực mình lắm vì em sang phá giấc ngủ. Lúc anh ra mở cửa, mặt mày câu có kinh khủng. Nhưng hôm nay lại vui hơn hôm qua vì anh đã chủ động chở em đi học và trả lời tin nhắn ngủ ngon của em mà không cần em phải nhắc. Mày là món gì nữa đây? Dạ đang có gì chưa? Dạ chưa. Dạ đang chung. Vậy tối nay mình đi hóng gió nha. Mà làm cái gì đi hoài vậy?
Thì em thích mà. Tối nay bận rồi, đi mình đi. Ờ, ok. Hello, anh à, anh có bị gì không? Anh có sao không vậy? Hồi nãy giờ em gọi mãi mà không được, anh có sao không? Đừng có điên, từ trước giờ tôi không cần anh phải lo. Vớ vẩn, phiền phức. Thì em lo cho anh mà. Hôm nay em bị trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn. Sáng nay anh không còn cảm thấy sự xuất hiện của em là phiền phức nữa. Đến tối, tụi mình mặc dù không cùng nhau hóng gió, hơi buồn một chút, nhưng điều em buồn nhất chính là những lời nói của anh. Mặc dù tối nay em đã lo lắng cho anh vì khi gọi mãi cho anh mà không được. Chắc anh không biết rằng khi nghe giọng của anh làm em nhẹ nhõm như thế nào đâu. Chắc em cũng phiền thật. Chào đi em. Lan chở đi học ha. Hôm nay em muốn đi bộ đến trường. Ồ, vậy tối nay em muốn đi hóng gió nữa. Thôi, hôm nay em mệt rồi. Em chỉ muốn đi học và đi về thôi. Em đi nha. Hôm nay em cảm thấy trong người có chút mệt mỏi. Không phải em ốm, mà là cảm giác mệt mỏi của con tim. Đêm qua em đã khóc rất nhiều, mà sáng nay cũng không biết cư xử với anh thế nào. Em ngốc quá anh ạ. Chúng ta cũng chỉ chơi trò chơi thôi, mà trò chơi làm sao có thật được. Em chỉ có 7 ngày để khiến anh thích em.
nhưng em đã lãng phí một ngày như thế này thì có đáng không? Và cuối cùng em muốn là em nghĩ chúng ta cần kéo dài. Xin lại tin nhắn vượt qua mỗi một ngày, tin nhắn một ngày một chút. Chẳng qua vậy mà em một nụ cười giữa bao giờ nước mắt. Làm gì mà hôm qua còn không được? Có chuyện gì phải nói một tiếng chứ. Thì hôm qua là ngày lặng anh à. Là sao? Thì khi người ta yêu nhau cũng thường có ngày lặng mà anh. Để làm cái gì? Thì ngày lặng giúp ta thấy sự quan trọng của nhau mà. Vậy em đang muốn đi bộ đến trường nữa không? Em nắm tay anh nha. Anh không biết. Chắc là chưa đủ. Không nói cái gì? Không gì. Tại ngày mai là kết thúc trò chơi rồi. Hôm nay em đã cảm nhận được rằng tình cảm của anh dành cho em đã thay đổi. Mỗi ngày nhiều hơn một chút thì phải. Nhưng có đủ để anh thích em, có đủ để mình thành một đôi không anh? Ngày mai nữa thôi, trò chơi sẽ kết thúc. Kết quả là sao hả anh? Em có phải biến mất không? Kế hoạch gì đấy? Hôm nay mình sẽ ra hồ chơi. Ra hồ? Tại sao phải ra hồ? Thì hôm nay là ngày cuối của trò chơi rồi mà. Mà ăn có được không đó? Không có chết đâu mà sợ. Mì gói. Thì cái món này tốt cho sức khỏe, tốt cho da mặt. Mà em nấu mà thì anh cứ ăn nha. Món này em làm có ngon không? Thì cũng được. Vậy là không ngon? Không, ngon. Ngon lắm. Anh có thể nắm tay em được không? Vậy anh có cảm nhận được gì không? Anh không biết. Tối nay trò chơi cũng kết thúc rồi. Mà thôi, cũng trễ rồi. Anh đi về đi. Anh có thể ôm em mình gối được không?
Kết quả của trò chơi. Ê, tại sao 7 ngày mày vẫn chưa thích tao? Mày tránh hả? Ai biết mặt mày mổ ngon chi?